mặc dù không phải là ngôi chợ chính của làng An Truyền. Nhưng phiên chợ sớm bên đầm chuồng lại là nét đặc trưng không thể thiếu của ngôi làng bên phả Tam Giang này. Làng An Truyền sở hữu một diện tích đầm nước lờ khá lớn ngay bên biển Thuận An. Từ xa xưa đã có tên là đầm Sam Chuồng. Nguồn nước lờ tự nhiên đã đem lại cho những ngư dân của làng một nguồn thủy hải sản thơm ngon đặc biệt mà không phải nơi nào cũng có được. Vì vậy mà chợ đặc sản đầm Chuồng, dù bắt đầu từ sáng sớm tinh mơ, vẫn luôn tấp nập người mua kẻ bán. Cua, tôm, đen, cá, cả bóng, mà cả thề, cái đồ, vì thế mà các đủ, cần cái gì, cả đủ thôi loại. Thiên nhiên tôm, cá thiên nhiên, vậy đâm rồi lên bán cái đấy thôi. Mùa nào thức nấy, để có những mẻ, tôm, cua, cá đem bán thường xuyên như thế này, không thể dựa hoàn toàn vào tự nhiên. Từ đầu mùa xuân, người dân đã phải thả thêm những con giống xuống mặt nước đầm. Nguồn thủy sản sẽ sinh sôi nảy nở và người ta đánh bắt quanh năm. Buổi tối, những chiếc thuyền câu lênh đênh trên mặt đầm, thả nò, buông lưới, đặt nơm. Tôm cá theo luồng nước sẽ mắc vào đó. Và vào lúc rạng sáng, ngư dân lấy chúng ra để đem lên bờ bán. Việc đánh bắt tự nhiên này không tận diệt nguồn thủy hải sản, nên cũng không có những mẻ tôm cá lớn và đều con. Bù lại, chúng tuyệt ngon, nên vừa lên bờ là có người đón sẵn mua ngay. Đi làm nghề lên à? Làm nghề lên, đi làm rồi cả đêm. Thả nò bỏ lưới, lư. Ra ngoài thì ngủ và sáng ngay và đổ no rồi. Giờ với bộ lại đó rồi. Sáng ấy được ba món. Món cua, món tôm, món cà thề đó rồi đó mấy. Mình thả dù khi thả xuống thì 40-50 tiêu nữa chứ, mà thú thì hẳn ít, thú hẳn được không. Giống như ngồi đây là biết mỗi buông rồi là lấy đây ngồi bán là bán hết, mình để lại trực tiếp luôn. Đây có rẻ hơn chờ đến phố không chị hả? Đây dù khi mắc hơn nữa. Vì tôm cá thiên nhiên đâm lên là ngon, những người ăn biết. Đây mình mua bao nhiêu cân tôm? Thì nhiều thì buông nhiều vậy, thì buông ít ít. Chứ chưa mừng ra mà biết được. Khi thì hồ lên ba bồng lô, khi hồ nắm chỗ làng, bãi tầm làng có mình có hết. Úi trà, tôi đi từ khi 20 năm, trừ 72 tuổi đó. Khi tôi bồng đi ghé nữa này, là buông 50-60 rổ tôm cá rồi. Có người xuống, lôi xuống, 5 rổ, 10 rổ chứ. Bưng nghỉ rồi, chiều tụi đi lấy. Nói là chợ, nhưng thực ra là nơi thu mua của các đầu mối buôn đi là chính. Sau khi thu mua, các đầu mối này sẽ đem đi bỏ lại cho các chợ hoặc trực tiếp bán tại các chợ lớn hơn để kiếm lời. Điều khá đặc biệt là người mua kẻ bán phần lớn đều là người trong làng. Vì vậy mà việc mua bán lúc nào cũng diễn ra khá vui vẻ, ít lời qua tiếng lại. Thi thoảng có thêm các bà nội trợ trên thành phố, nghe tiếng chợ đầm có nhiều tôm cá nước lờ vừa ngon vừa rẻ, nên cũng chịu khó dậy từ lúc 4-5 giờ sáng, chạy về tận đây đi chợ sớm. Họ cũng về đây mua ăn. Nhiều khi họ về họ mua người cứng cứng rưỡi, bảy tầm làng. Họ quen họ về mua. Còn tới mua cái kính à, tới à,
người cứng, cứng rưỡi hai cứng. Hồ lấy hồ lên bằng bảng của phố nữa, bằng xì nữa. Hồ lấy xì lại hồ lên bảng lại. Tôi gặp mỗi bảng này nữa. Có khi tiều, khi năm bảy tắm, khi vài ba tắm, khi thì là tắm bảy tầm chục nữa. Phố hoặc Tung Lan, một cái phố có đâu nữa. Vì tôm cá hồ biệt rồi, hồ ăn, hồ biệt ngon rồi, chạy về đây hồ mua thôi. Nay đi kiếm được mấy đồng gì? Có nhất nhiều nhất thì năm bảy tắm tiêu nữa, có thì vài tắm. Tùy ngày, chẳng bất thường. Chợ Đầm Chuông họp từ tờ mờ sáng, chỉ đến khoảng 6 giờ là tan. Tôm, cua, cá, nước lợ theo các gánh hàng lên thành phố hoặc các chợ lớn lân cận. Đó là những thứ đặc sản khá đắt đỏ mà không phải ai cũng có tiền để thưởng thức. Nếu bà chưa chạy rồi, chứ nếu cột lên chai bà chạy thì... Chị làm nghề đi lâu chứ? Em đi buôn nè, mấy chục năm rồi. Xong bán xong rồi chưa về làm chi mẹ? Bà chạy chữ riêng, lên chữ chú nội đi, chú con đi mừng dấu đi chờ rồi đó. Chợ làng Già Lê thì khác. Người ta đồn rằng có thời chợ Già Lê Chánh mở hàng từ lúc 2-3 giờ sáng với những chồng nón đầy ắp. Già Lê là chợ đầu mối nón của cả Huế một thời với những làng nghề chăm nón bao quanh. Nay thì nghề nón đang lao đao, nhất là sau đợt dịch Covid, du lịch đóng cửa với khách nước ngoài. Dịch nên ai mua ai bán nữa. Giờ đến mười đến về sờ lọc một xíu không sao nữa. Hẳn là cơ 5 giờ là có người đây rồi. Họ ra họ dọn đồ rửa bà họ bán. Không có nón thì chợ làng vẫn tồn tại và cũng bắt đầu từ rất sớm với những hàng ăn dân dã. Người quê cũng đã có thói quen ăn quà sáng ở chợ từ khá lâu với những món hàng bình dân như thế này. Sáng con thế, bị cầm thế. Như bạn sáng đông vặt này, có bị vặt ra trong nước đâu, kiểm tra bạn thêm. Mình bạn sớm chứ chờ ní. Má giờ mày giờ luộc rồi. Ngay bạn khoảng 20 ký. Ủa sao ngon tuyệt ơi, như ăn miếng sẵn ngon tuyệt kỹ tuyệt này. Ừ. Quá dư bệnh nằm, bệnh gối. Mình phải hước, mình bèo, mình rám ít, mình lọc, nó xảo ngọt. Dì là người ở mô bên đây bạn? Cô Hến. Năm rồi là dì về rồi mà 2 giờ sáng về làm lắm. Thôi chúng ở đây thì hẳn băng phổ. Người ta nói, chợ làng thường họp ở đầu đình hoặc trên những chiếc cầu nhỏ bắc qua sông, nổi liền làng này với làng kia, là một nét văn hóa khá lâu đời ở những làng quê xưa. Già Lê Chánh có hẳn một ngôi chợ được xây dựng kiên cố, khang trang. Nhưng các mẹ, các o, các chị vẫn theo đuổi quen xưa, ngồi trên đường làng. Người quê quen đi chợ sớm, không phải chỉ để mua bán, mà còn để gặp gỡ, trao đổi, chuyện trò, bắt đầu một ngày mới vui vẻ. Chợ quê chuyên chở cả những vui buồn của những con người đã gắn bỏ đời mình lâu năm ở đây. Mẹ ở làng đi, làm dâu làng đi. Chứ đi con nuôi cái thằng 47 tuổi trống cũng có vợ, tuổi dưng. Thì tê thờ một cũng làm Đà Lạt, đi răng ra cũng đi mừng. Mà ôn là tím, nóng mạch văn 2 năm rồi. Là mẹ phải lo làm nuôi ôn phải thằng nữa. Chứ đứa mô nuôi mẹ cũng đi hết. Cũng vứt đi đi à. Rồi bâng thơ để ai thắp hương. Con nói tôi mẹ mua mấy cái đồ ní ở mô mẹ mua trứng nó rồi trứng ní mấy cái nhà bằng rau ní họ ra đẻ thì họ bán mà mẹ trong làng luôn à trong làng chứ ông đi chợ rồi ông về chợ cho mẹ ngay 20 bò được miếng việc đi xe ở làng đi chỉ 50 năm rồi đi là gì mua già gì thuê già thuê chỗ kiệt năm giờ lên mua miếng đất thì đi rẻ lắm thì làm phải nghe đến làm chi của tiên đúng nghe như lời đủ quặng mà chứ.
chợ Già Lê bắt đầu từ sáng sớm, nhưng càng về trưa thì càng đông. Nhưng người ta nói, chợ sớm là chợ của người nghèo. Đi chợ sớm để mong bán được nhiều hơn, mua cũng rẻ hơn một tí. Cuộc sống của người thôn quê vốn giản dị, đơn sơ, nên chợ quê cũng vậy. Mẹ bán đây là 38 năm rồi này. Mẹ ngồi chỗ này là 38 năm rồi này. Chợ này đi là có thể là dưới thế 1, đã 2, mong 3. Chợ này là 5 làng. Còn lại ra các nơi họ ưa đi chợ đi, họ về bên đâu đi. Họ biết từ khi Covid chưa là người hội đi chợ lắm. Ê, chứ trước đây đúng 3-4 làng họ tới. Huế có nhiều chợ cao cấp, buôn bán cả ngày, sầm uất tấp nập. Nhưng vẫn còn đó những phiên chợ quê giản dị, hồn hầu, thức giấc từ tờ mưa sáng như vậy. Chợ quê gắn với những sản vật địa phương, đôi khi đó là những sản phẩm đặc trưng của từng làng nghề. Chợ sớm đôi khi cũng chỉ là những gánh hàng rong tụ tập từ Pháp ở một góc phố nào đó, đáp ứng nhu cầu đi chợ sớm của một số dân cư phố thị. Và nó tự giải tán khi phố phường bắt đầu đông đúc. Dân quanh đấy họ đi thể dục về, họ ghé vào chợ, họ bán chấp từ khoảng 5 giờ cho đến 8 giờ là hết. Từ bao giờ, chợ sớm là một nét văn hóa khá thú vị trong nếp sống của người Huế. Dù thực ra, nó là một cuộc mưu sinh khá nhọc nhằn của những người lao động nghèo trên làng và cả dưới phố.